Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe về đơn hàng vẽ tranh ấn tượng gần đây của mình. Thì đó giờ mình vẽ tranh cho khách nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên mình nhận order đặt một cặp tranh là tranh công nghệ vẽ máy nha, còn tranh màu nước thì mình gặp nhiều rồi. Và là một bạn nam đặt tranh nữa chứ. Đa số đó giờ 80% đặt tranh là khách nữ không à, còn 20% còn lại mới là khách nam. Bạn ấy đặt một cặp tranh công nghệ cho bạn và bạn gái mỗi người giữ một khung. Để tạo sự liên kết giữa hai khung thì mình có gắn một chữ in love chia đôi. Mình nghĩ là khi bạn gái nhận được sẽ hiểu được tấm lòng của bạn nam rất là quý luôn. Mình đó giờ chuyên đi tạo kỷ niệm cho người khác chứ chưa có được tặng những món quà như thế này. Đặt tranh công nghệ bạn sẽ được tặng kèm móc khóa luôn. Niềm vui đơn giản của một người bán tranh tạo kỷ niệm như mình đó là gửi tranh cho khách được khách khen xinh. Và sau khi khách nhận hàng chụp lại một tấm hình xinh xắn gửi cho mình làm feedback. Công việc của mình thời gian khá là tự do vì vậy phải cố gắng mỗi ngày luôn. Bạn này hình như học ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng vì dịch bệnh nên phải chuyển về quê. Nên là mình phải đóng gói cẩn thận một chút bởi vì vận chuyển sợ va đập sẽ bị hư. Ta-da, đó là cách mà mình hoàn thành tranh gửi tới cho khách. Mỗi nghề sẽ có một khó khăn riêng nhưng cảm ơn đã giúp mình làm được đúng đam mê trang trí vẽ vời sáng tạo hay mắt như thế này. Nếu bạn muốn đặt tranh thì đừng quên kiếm tiệm tranh bắt vẽ nha. Cảm ơn bạn đã xem.